lần đầu tiên trong đời được ăn cái món Phật nhảy tường của TikToker Cao Hoàng Mẫn nha. Nay bạn mấy bạn cho tôi nghỉ ăn rau một ngày để ăn cái món gọi là sang trọng như vậy. Tại vì tôi thấy có rất là nhiều bạn ăn nè, review và khen nên là tôi rất là tò mò luôn. Cái này là tôi mua 2 phần giá 458 cành, hũ sành thì 259 cành, còn ở trong cái túi hút chân không là 199 cành. Phần trong món này thì toàn là những cái nguyên liệu bổ dưỡng không hà, nên cái giá nó hơi cao một tí xíu. Với lại hay nhất là cái tên của món này nó có một cái sự tích rất là đặc biệt luôn nha. Khi mà nhận về chưa có ăn á thì mấy bạn sẽ để ở trong tủ đông, khi nào ăn thì mình chỉ cần lấy ra và hâm nóng lại thôi. Tới cái khúc này là tôi thấy tò mò háo hức lắm luôn rồi đó. Phần thố thiết kế cũng rất là đặc biệt luôn. Ăn xong là tôi sẽ giữ lại nè. Mở nắp ra thì có một cái lớp giấy màu vàng nữa. Kéo cái lớp giấy màu vàng ra, hồi ôi nó thơm lắm mấy bạn ơi, rất là thơm luôn nha. Phần nước á thì nó sệt sệt và màu vàng ống rất là đẹp luôn. Tôi cảm giác nó giống như là một món súp gì đó. Bên trong thì có nhiều nguyên liệu lắm nha, gồm bào ngư nè, hải sâm nè, hình như là còi sò điệp nè, rồi á nhiều nhiều nguyên liệu quá mà tôi biết là nó rất là bổ nhưng mà tôi không có biết tên mấy bạn ơi. Vị của nó thì nó sẽ hơi mặn mặn và ngọt nha, cái kiểu á ngọt thanh lắm kìa. Khi mà mình nuốt vào cổ họng rồi á vẫn còn đọng lại cái vị ngọt á. Nguyên liệu trong đây á thì có cái là giòn sực sực nè, có cái á thì giòn dai dai nè, ăn rất là thú vị luôn. Nhưng mà cái điểm tôi thấy đặc biệt nhất là phải nói cái mùi thơm và cái vị ngọt của cái phần nước sốt này nè mấy bà. Vì là cái món bổ dưỡng thành phần thì cao cấp, thêm cái cách chế biến á thì nó cũng đặc biệt nữa, nên tôi thấy với cái giá này rất là đáng để trải nghiệm nha mấy bà.